Chúng ta anh em, trên tay mình đang có hai chiếc S10 này. Đó, thì rất là nhiều anh em nhìn thế này và hiểu luôn đây là chiếc S10 và đây là chiếc S10 Plus đúng không? Bởi vì là chiếc này nó bé hơn và chiếc này to hơn, nhưng không phải đâu anh em nhá. Chiếc to hơn này lại là S10 nhưng là phiên bản 5G của Hàn Quốc, và chiếc bên này mới là chiếc S10 Plus này. Đó, thì rất nhiều anh em mua hàng hiện tại đang rất là phân vân giữa hai sản phẩm này bởi vì giá thành nó ngang ngang nhau. Thì mình cứ nói luôn, tại thời điểm tháng 9 năm 2019 này thì mình đang bán với chiếc S10 Plus này với giá bản 52GB nhá, với giá chỉ là 12.950.000 thôi. Còn màu khác thì sẽ rẻ hơn, màu này màu màu trắng, đặc biệt là lưng gốm ceramic. Còn nếu mà màu khác thì những cái màu khác thì mình chỉ bán có 12.750.000 thôi anh em nhé. Và chiếc S10 5G này phiên bản 256GB mình bán chỉ đắt hơn 100.000 thôi, có nghĩa là 13.050.000. Nên rất nhiều anh em đang phân vân không biết mua máy nào, thì hôm nay mình làm clip để phân biệt nhẹ qua hai chiếc máy này để cho anh em nhận biết và sẽ test tốc độ thử xem nó như nào và đi đến kết luận và khuyên anh em lên mua sản phẩm nào nhá. Đó. Thì bây giờ chúng ta cùng nhìn qua này, chúng ta có thể nhận dễ dàng nếu để hai con bên nhau, đó là chiếc S10 5G sẽ to hơn một chút. Nhưng mà nếu chúng ta cầm trên tay một chiếc thì chúng ta không biết đúng không? Nhưng anh em nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ ở cụm camera chính này, thì hai sản phẩm này nó đều sở hữu ba camera, cụm ba camera. Nhưng đặc biệt là chiếc S10 5G bởi vì nó dài hơn mà. Thế là xét nó sẽ thiết kế cảm biến hai, có thêm hai cảm biến nó tách ra chỗ này. Cảm biến này có lẽ là cảm biến đo nhịp tim và cảm biến đo mạch của anh em. Còn em chúng ta, còn đây là cảm biến của chiếc S10 Plus thì nó giống như sản phẩm cũ thôi. Nó sẽ lộ phần cảm biến nằm ở chỗ này. Nhưng chiếc máy này nó là che rất là khéo này. Đó. Và đèn flash thì nó nằm ở góc này, nhưng đèn flash của chiếc S10 Plus thì nó sẽ nằm ở gần camera hơn. Nhiều anh em hiểu nhầm khi nhìn sơ qua sẽ tưởng đây là 4 camera nhưng thực tế là chỉ 3 camera thôi. Và đây nó một cái cảm biến nha. Đấy, đây là về phần sau lưng. Nhìn đều giống nhau thôi bởi vì hai phiên bản này của mình đều hai phiên bản Hàn Quốc nha, chiếc S10 này bản Việt Nam hay bản quốc tế đều giống như thế thôi. Đó. Thì về hình dáng là như vậy rồi, nhưng mà đặc biệt anh em nhìn có thể nhìn thấy cái màu sắc của chiếc S10 5G đâu. Nó rất là lạ luôn, không biết là màu tím hay là màu xanh bởi vì nghiêng đi nó sẽ biến đổi này. Chỉ có S10 5G mới có cái màu như này thôi nhá. Còn S10 Plus nó sẽ có những phiên bản màu khác, ví dụ như màu đen này hay là cái màu cũng xanh xanh ấy. Chứ còn S10 5G nó có vẻ màu như này nhá. Đó, đó là về màu sắc. Còn sau lưng em nhìn sơ qua như vậy rồi. Còn đứng trước, đây, anh em nhìn mặt đứng trước rồi, nó cũng sẽ to hơn một chút này. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào, nó chỉ có đặc biệt như này thôi. Đó, nó là cụm camera chính này của chiếc S10 5G, nó sẽ dài hơn một chút này. Đó, đó mình bật lại cho anh em xem nhá. Nó sẽ dài hơn con chiếc S10 Plus một chút. Anh em có thể nhìn thế này. Còn S10 thường nó chỉ có một thôi đúng không? Anh em đã biết rồi. Đó. Hai chiếc này đều hai camera chính ở đằng trước và dài hơn. Mình hơi tiếc, ví dụ như cái màn hình này rất là to, rất là đẹp rồi. Nhưng camera nó chỉ như S10 Plus này thôi thì có lẽ là cái màn hình nó đỡ bị mất nhiều hơn. Đó, mình rất ghét cái hình gọi là hình camera nốt ruồi này, mình không thích một chút nào. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua về viền nhá. Nhìn qua về viền hai chiếc này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy không? Cái viền của chiếc S10 5G nó làm rất là thông minh, một cái nó là nó sẽ làm cho mỏng đi. Nó sẽ làm cho mỏng đi và mọi người đều hiểu nhầm là chiếc S10 5G sẽ mỏng hơn chiếc S10 thường và S10 Plus, nhưng không phải đâu nhá. Nó chỉ là mỏng này thôi chứ còn làm lưng nó sẽ cong hơn anh em này. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Đấy, cái phím này thì cái viền của nó lại nhô ra vào đây. Đấy. Đó. Mặt dưới thì hoàn toàn rất là giống nhau, chỉ có dài hơn một chút thôi. Anh em có thể nhìn thấy cái cụm loa ngoài rất là cân xứng nhau ở chỗ này và đến cái mic thoại. Và sau đó đây là cổng USB Type-C nhá. Và đây là jack 3.0. À, jack tai nghe 3.5. Đó, anh em nhìn rất là giống nhau luôn. Và đây là hai cái khu vực của hai sóng. Nó cực kỳ thiết kế cực kỳ giống nhau luôn. Đó, phệt mặt bên này cũng vậy. Hai cái phím volume cũng nằm ở đây và chiếc S10 5G nó cũng nhỏ đi và sẽ phóng to ra như này. Đấy, nhỏ đi và gồ to như này. Đây là hai phím volume và đây là phím big buy này, phím điều khiển giọng nói hay là cái phím chức năng nào khác ấy. Đó, anh em nhìn thấy không? Mặt trên này cũng hoàn toàn giống nhau luôn. Đó. Chỉ có các cách nó sẽ khác thôi nha. Mặt trên này cũng là hai cái mic và hai cái khai sim. Nếu thoạt nhìn thì chúng ta sẽ không phân biệt đâu. Nếu cầm riêng chung với nhau như này, nếu cầm riêng không phân biệt đâu. Đó. Đó là về hình dáng bên ngoài nó khác nhau như vậy. S10 Plus nó to hơn một chút. Đó, còn về cấu hình mình cùng xem qua cấu hình nha. Mình có cài cái phần mềm AnTuTu ở đây và cái phần mềm nó phân tích cấu hình cũng sẽ khá là đầy đủ ấy. Thì ở bên này chúng ta có thể nhìn thấy tên là Samsung Galaxy S10 5G này và đây là Samsung Galaxy S10 cộng hay gọi là S10 Plus đấy theo tên tiếng Anh ấy. Thì chúng ta sẽ vào cái phần thiết bị của tôi nha. Đấy, chúng ta sẽ xem thân thông tin cái hình này. Thì điểm trung bình AnTuTu của hai chiếc này ấy, thì hiện tại chiếc này nó không có đâu, nhưng mình nhớ không nhầm chiếc này mình đánh giá là 33 điểm, nó chỉ hơn nhau có một điểm thôi. Về AnTuTu S10 5G cao hơn, nhưng chúng ta tí sẽ thử đánh giá và xem cái vấn đề tốc độ nó như thế nào.
Đấy thì hai chiếc máy này đều của Hàn Quốc nhá, thì nó có chiếc máy của S10 Plus nó có tên mã là G975N và S10 5G có tên mã là G977 anh em nhé. Đó, 977 và 975N. Đó. Đấy, về cấu hình chip nó đều dùng chip Exynos 9820. Đó, nó đều dùng chip Exynos 9820 nhá. Đó, anh có thể nhìn đều được đồ họa là Mali G76. Đây là màn hình của hai chiếc này đều là Full HD cộng. Đó, camera là 3 chấm, cái này nó hơi sai này. Cái này nó chỉ có nhìn hai cái, là một cái là 16 và 15.9 và 12.2. Đó, thì mình không hiểu là sao nó lại phân tích cái S10 Plus là như này. Còn chiếc máy này nó có 3 camera 16, 12 và 12. Đó. Thì chúng ta có nhìn thấy ở đây. Đó, bộ nhớ trong của chiếc S10 Plus mình đang cầm nó là 512GB anh em nhé. Còn chiếc S10 Plus là 256GB. Bộ nhớ RAM nó đều là 8GB hết. Bộ nhớ RAM ta đều 8GB này. Đó. Đây CPU của nó là CPU của Samsung Exynos mà theo cái dạng là M4x2. Và nó nằm hai cái cấu trúc của ARM Cortex A55 và Cortex A75, hai chiếc đều giống hệt nhau thôi. Đấy, kiểu CPU là Exynos 9820 nhá, và kiểu là 64 bit, lõi là 8 lõi. Đó, anh em có thể nhìn này, tốc độ tối đa của nó có thể đạt 2.8. Đó, ghi hết anh em có thể nhìn thấy luôn. Màn hình hiển thị nó gần như nhau. Đó, về sân cấu hình cơ bản nó là giống hệt nhau. Đó. Giống hệt nhau nhá, nhưng bây giờ mình sẽ thử test tốc độ của nó xem như nào nhá. Bây giờ mình sẽ cùng tắt máy đi nhá và cùng sẽ xem khởi động của chiếc máy nào sẽ tốt hơn. Đó. Đó thì mình cũng nói luôn, anh em có thể nhìn chiếc LG không? Đây là sản phẩm của nhà mạng LG U cộng. Còn đây là sản phẩm của nhà mạng SK Telecom nhá. Đó, mình chờ một chút. Bây giờ có lẽ là đã khởi động, tắt xong rồi đó. Mình sẽ cùng bật lên nhá. Cùng bật lên xem chiếc máy nào hoạt động nhanh hơn nhá. Ok. Thì cái này nó cũng khó đánh giá lắm, bởi vì là cái nhà mạng SK Telecom này có thể là nhiều ứng dụng hơn, nó sẽ khởi động lâu hơn, và nhà mạng LG cộng ít ứng dụng hơn có khởi động nhanh hơn. Đấy, nhưng mà chúng ta cũng cùng thử xem cái độ xử lý của chiếc máy nào nó là nhanh hơn. Đó, thì bây giờ chúng ta có thể nhận thấy ngay chiếc S10 5G đã nhanh hơn một chút rồi, đúng không? Đó, thì bây giờ là đến vào cái phần trình duyệt để xem khả năng lướt web của chiếc nào sẽ là nhanh hơn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ vào Chrome và hiện tại nó đang load web của mình này. Đó, thì chiếc S10 5G cũng nhỉnh hơn một chút. Cũng nhỉnh hơn một chút nha. Mình sẽ web lại một trang web khác này. Mình vào một trang báo dân trí đi. Đấy, và tìm Google luôn nhá. Ấn vào đây tìm Google này. Đó, thì lại là chiếc S10 Plus lại nhanh hơn một chút. Đấy, chiếc S10 Plus nhanh hơn một chút. Nó hai chiếc này nó là 1910 trong vấn đề lướt web luôn. Mình vào luôn trang chính của báo dân trí nào. Đó, chiếc S10 Plus lại nhanh hơn một chút. Đó. Mình nhầm chiếc S10 5G lại nhanh hơn một chút nhá. Bên này là chiếc S10 5G, bên này là chiếc S10 Plus này. Đó là vào trình duyệt ép. Thì bây giờ mình sẽ chỉ thoát ra thôi chứ mình không thoát đa nhiệm nữa nha. Mình vẫn để nguyên như này này. Đó, mình sẽ không thoát đa nhiệm nữa đâu. Đó, mình sẽ để nguyên như này và mình sẽ vào tất cả các game xem là sẽ như nào. Mình vào nhập này rồi. Đấy, mình thoát ra như này cho anh em xem nhá. Đây, thoát ra này. Thoát ra này, mình chỉ để hai cái CF Play này, cái AnTuTu và cái dân trí nhá. Thì vừa giờ chúng ta có để ý thấy không, chúng ta khởi lại nhưng những ứng dụng này nó vẫn nằm trên cái thanh đa nhiệm nhá. Đấy, nó ứng dụng vừa chạy đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào thử những cái game xem nó như thế nào. Thì ở đây mình đã cài rất là nhiều game nặng này, trong đó có Alpha 8 này và một số game anh em hay chơi như Liên Quân Mobile này hay PUBG. Thì bây giờ mình sẽ vào thử Alpha 8 nha, xem chiếc máy nào nó sẽ load nhanh hơn nào. Đó. Rất là đồng đều đúng không anh em? Đó, rất là đồng đều, S10 5G sẽ nhỉnh hơn một chút xíu. Cũng đúng thôi, mình thấy điểm AnTuTu của S10 5G nhỉnh hơn một chút xíu mà. Đúng không? Đó. Đó, tiếp đi. Đó, chúng ta có thể thấy S10 5G nhỉnh hơn một chút xíu đúng không? Đó là game Alpha 8 mình vẫn để nó chạy nhá. Bây giờ mình sẽ vào một game PUBG đi. Vào xem nào. Đó. Đó, anh em có thể thấy chiếc S10 5G nó load hơn nhanh hơn một chút xíu không? Nó vẫn cứ nhanh hơn một chút xíu anh em, mặc dù cấu hình như nhau nhá, nó vẫn nhanh hơn một chút xíu. Không hiểu lý do nào nó lại vậy. Chiếc S10 Plus này vừa giờ chỉ load Google nhanh hơn thôi, còn lại tất cả đều chậm hơn một chút xíu. Đó, mình lại thoát ra này. Mình sẽ vào một game khác, một cái game Liên Quân đi. Game Liên Quân này nó load nó nhẹ thôi, nhưng cũng để xem như nào nhá. Ok. Đó, anh em có thể thấy không? Chiếc S10 5G nó vẫn load nhanh hơn một chút xíu này. Đó. Để xem nào. Anh em nhìn thấy sao không?
Ok, S10 5G vẫn lót nhanh hơn anh em ạ. S10 5G vẫn lót nhanh hơn bởi vì ở trước này mình cũng đang down, nhưng mà S10 5G vẫn lót nhanh hơn một chút xíu nha. Bây giờ mình vẫn chạy ra nhịa và mình lót tiếp một game khác nào. Một game nặng nặng của game lốt đi, game Modern Combat này, game bắn súng rất là hay luôn. Đó. Ok, bây giờ nó lại nghiêng về chiếc S10 5G. À nhìn nhận, bây giờ nó lại nghiêng về chiếc S10 Plus anh em ạ, chiếc S10 Plus lại lót nhanh hơn. Đó, thế là một điều lạ. Ok, âm thanh của chiếc S10 5G đang được bật rất là to luôn. Chút nữa mình sẽ thử âm thanh nó xem như thế nào. Đó. Và một cái game nữa đi, một cái game Crossfire này nha, Crossfire huyền thoại của Vinagame Crossfire này. Đó, và nó như là ok, game này rất là đồng đều luôn. Ok, chúng ta có thể nhận thấy là hai game này rất là đồng đều, nhưng mà chiếc S10 Plus nó có nhỉnh hơn một chút. S10 Plus nhỉnh hơn một chút xíu, nhưng cái này không nói được điều gì bởi vì chiếc S10 5G nó hơn rất là nhiều game luôn. Nhưng cái vấn đề ở đây ấy, thì chúng ta có thể thấy hai chiếc máy này cấu hình như nhau. Ở đây chúng ta có thể nhận thấy là có thể là cái phần mềm LG cộng nó không tốt bằng cái phần mềm STK Calicom chẳng hạn. Đó thì có thể là chiếc máy này nó sẽ lót nhanh hơn một chút xíu thôi, bởi vì nó nhanh hơn chỉ có một phần của giây thôi. Thế thành ra chúng ta có thể đánh giá là chiếc nào nó là thực sự là nhanh hơn, bởi vì cấu hình như nhau mà. Nên là mình làm cái clip này ấy, thì cái quan trọng nhất ở đây mình vừa làm và mình vừa thấy là game của chiếc máy, những chiếc máy này ấy, và cái âm thanh màn hình rất tốt. Thì bây giờ mình sẽ test qua về game xem chiếc máy nào chơi thích nha. Đó, bởi vì là chiếc máy này có màn hình tốt hơn đúng không? Đấy, đa nhiệm vẫn chạy đây, mình sẽ vào luôn game PUBG mình chơi thử xem. Đấy, và cùng hai con luôn. Đó, để mình vẫn đưa ra kết luận để khuyên anh em nên mua máy nào được. Bởi vì hiện tại rất là nhiều anh em nó phân vân hai chiếc máy này luôn ở bên mình ấy. Đó. Ok, vào trận hiện tại chiếc S10 Plus nhanh hơn này. Đó, mình sẽ chỉnh màn hình sáng hết cỡ lên nha. Để cùng xem chiếc màn hình của chiếc máy nào thực sự đẹp. Ở đây thì mình phải nói thật với anh em, ở đây mình nhìn thực tế thì chiếc S10 Plus này có cái màn hình nó thật hơn một chút. Cái S10 5G này nó rất là xanh và bản thân mình sẽ thích cái màn hình của chiếc này hơn. Đó, và tất nhiên là chơi game của hai chiếc máy này rất là mượt rồi. Mình sẽ cùng chỉnh cấu hình lên nha. Đây, cùng chỉnh đồ họa lên nào. Đồ họa sẽ là Ultra HD. Chưa có ra mắt ở trên kia mà luôn. Thôi HDR đi. Đây, và chỉnh là cực cao luôn. Chế độ phim ảnh đi cho nó sướng. Ok. Đó. Và bây giờ mình sẽ cầm trên tay chơi thử xem nào. Và khi cầm trên tay chiếc S10 Plus này thì có cảm giác nó nhỏ nhỏ vừa hơn. Nhưng mình rất ghét hai chiếc này bởi vì nó có cái nốt ruồi này, có camera kiểu nốt ruồi đây, nó che mất một chút này. Đó, anh em nhìn thấy gì đâu. Đấy, thế là lên một vấn đề anh em sẽ bị hạn chế cái việc này nhá. Đó. Chiếc S10 Plus cũng khá là vừa tay. Ở cái vấn đề là anh em mình đang chơi một chiếc máy tràn viền đúng không? Thì cũng có lại cái vấn đề nữa là cái tay của anh em mình nếu mà tí điều khiển anh em mình không chỉnh ấy thì cũng không thích lắm. Một số game mà không chỉnh được cái điều khiển này cũng không thích lắm. Âm thanh của hai chiếc này máy là nó thích luôn, nó sẽ phát ra hai loa trên này nhá. Để chút nữa mình sẽ bật một bản nhạc xem thế nào. Chút nữa mình sẽ bật một bản nhạc xem thế nào. Bây giờ mình cứ thử nhảy trước đi nào. Cùng nhảy du này. Ôi anh ơi, nhìn đồ họa đấy, rất là mượt luôn. Cầm chiếc S10 5 Plus này lên trên tay ấy, nếu anh em nào có tay mà vừa ấy thì tay nhỏ ấy, giống như các bạn học sinh ấy, thì có lẽ là cầm sẽ thích hơn. Đấy, và màn hình thì mình nhìn thế này là cũng quá là đủ rồi. Đó, chiếc S10 Plus này thì hơi to hơn một chút, cầm hơi nặng hơn một chút. Cảm giác của mình nó là như thế. Đó. Ok, bây giờ mình chơi game thì mình thấy như nhau thôi. Có điều là nếu anh em nào tay nhỏ thì nên dùng S10 Plus nha. Mình nhược điểm của hai chiếc này đều bị camera che mất game một chút này. Đó, thì bây giờ mình sẽ bật một thử một đoạn nhạc xem nào, để nghe thấy cái loa của nó xem nào. Đó, nghe thấy cái loa của chiếc nào thì loa sẽ hay. Bật một đoạn nhạc hay hay đi. Đó, Ultra Force nha. Đó, chúng ta có thể nghe thấy loa rất là sống động luôn. Loa rất là sống động luôn nha.
Đó anh em nhìn chưa? Cái này nó phát ở đây. Đó nó phát ở dưới này anh em ạ. Phát hoàn toàn. Rất là hay luôn. Ồ, ok, và anh em có thể cảm nhận nếu anh em ở ngoài này cùng với mình ấy thì anh em sẽ cảm nhận hơn. Khi chúng ta đặt chiếc máy này xuống cái mặt bàn này ấy, thì âm thanh nó được vọng lên rất là hay luôn. Mình không hiểu là Samsung nó làm kiểu gì được như thế nhá. Cầm trên tay này thì không hay bằng đâu. Đó anh có thể nghe đây. Ở số 3 này. Rất là hay luôn, cảm giác âm thanh nó toàn trải đó. Đó, ok, chiếc máy S10 Plus là khỏi bàn với âm thanh đi. Nói chung là đây là những một flagship của Samsung ấy, thì khỏi bàn về vấn đề giải trí đi. Nhưng mình chỉ muốn so sánh hai chiếc máy này với nhau xem nó khác nhau ở cái gì, và anh em để đưa ra các luận anh em nên chọn máy nào nhá. Ok. Rất là khó đối với mình luôn. Hiện tại bây giờ mình cảm thấy rất là khó luôn. Vấn đề nhanh hơn của chiếc S10 Plus 5 S10 5G chỉ có một chút. Vấn đề nhanh hơn của chiếc S10 5G chỉ có một chút xíu thôi. Đó. Cũng rất là khó luôn. Nếu mà chiếc máy này chúng ta đã cài được phần mềm. Ok, rất là giống nhau luôn. Rất là giống nhau anh em ạ. Cũng hai loa này. Đó anh em nghe không? Rất là giống nhau luôn. 1910 chiếc S10 Plus to một chút xíu. Chiếc S10 5G to một chút xíu anh em, rất là khó phân biệt luôn. Đó, thì vấn đề bây giờ mình sẽ đưa ra cái khuyên anh là khuyên cho anh em nhá. Thì mình nói thật anh em là hiện tại bây giờ bản thân mình rất là khó để phân biệt chiếc hai máy này. Mình chỉ nói vấn đề kinh nghiệm của mình trong vấn đề sử dụng anh em nên chọn chiếc máy nào nhá. Chắc chắn một điều, nếu anh em chọn chiếc S10 Plus này. Đó, mà chẳng may nó hỏng. Ở đây là mình nói chẳng may thôi, bởi vì chiếc máy này là flagship và bỏ anh em phải bỏ ra hơn 12 triệu để anh em mua, thì anh em rất là sót trong vấn đề bị hỏng nhá. Nhưng mình chắc chắn một điều là chiếc S10 5 Plus này nó sẽ rất là nhiều linh kiện, bởi vì phiên bản này nó giống phiên bản quốc tế anh em ạ. Giống phiên bản chính hãng tại Việt Nam luôn. Và tất nhiên là một điều là sau này chiếc S10 của Plus của Hàn Quốc này là anh em có thể đổi được hai SIM. Còn nếu anh em không quan trọng là vấn đề hai SIM, nếu là mình nghĩ là cấu hình giống nhau thì chiếc này cũng thể lên được hai SIM được khi mà chạy phần mềm giống nhau. Bởi vì S8 với lại cả Note 8 hay là S9 với cả Note 9 nó đều chạy một cái phiên bản để đưa hai SIM giống nhau, và mình nghĩ chiếc này có thể lên được. Cái vấn đề là vấn đề tương lai, bây giờ mình chưa biết trước được đúng không? Nhưng vấn đề ở đây là chiếc S10 Plus này anh em có thể cảm thấy là anh em sẽ rất là khó có linh kiện hay luôn. Rất là khó luôn, bởi vì phiên bản này chỉ bán ra tại Hàn Quốc thôi anh em ạ. Chỉ bán ra tại Hàn Quốc thôi. Và bây giờ anh em cũng không quan trọng đâu, ở Việt Nam đến bao giờ mới có 5G đúng không? Hiện tại 5G trên thế giới vẫn ít người sử dụng, và hiện tại 4G anh em dùng rất là tốt rồi. Đến bao giờ có 5G nên anh em chọn chiếc máy này anh em sẽ an toàn về tương lai hơn. Nếu anh em chọn chiếc máy này về màn hình to sẽ chắc chắn là ok hơn, và mình cảm thấy loa chiếc này to hơn một chút và tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, đấy là do phần mềm. Đấy, cái này mình cũng chưa biết được. Đó, nên chỉ khuyên anh em nếu anh em quan trọng về vấn đề 5G màn hình to anh em chọn máy này nhá. Sau này có 5G màn hình to. Nhưng vấn đề về lâu dài về dài, nếu anh em mua chiếc máy này em có thể dùng mà chẳng may nó bị hỏng, linh kiện chiếc máy này rất là nhiều luôn. Và vấn đề tiếp theo nữa, chiếc máy này chắc chắn một điều với anh em, nó sẽ lên hai SIM, có thể là nó sẽ trước cái này. Đó, có thể là sẽ trước cái này, hoặc có thể chiếc này sẽ không lên được hai SIM, bởi phiên bản này nó giống hệt phiên bản của Việt Nam luôn. Rất giống phiên bản của Việt Nam luôn, nên có thể chạy được hai SIM, và phiên bản này nó hơi khác hơn một chút. Mặc dù cấu hình rất giống nhau nhưng mình nghĩ là có lẽ nó sẽ chậm hơn. Hoặc biết đâu nó lên cùng lúc, cái đấy là mình không biết chắc được. Nhưng mà nếu anh em quan trọng vấn đề hai SIM này, anh em quan trọng vấn đề mà sau này máy hỏng có nhiều cái đồ thay, anh em nên chọn S10 Plus nha. Đó, rất là khó. Và cái nữa đó là chiếc S10 Plus này có một lợi thế nữa là nó là phiên bản 52GB, và nếu mà phiên bản 128GB anh em có thể mua rẻ hơn chiếc S10 5G những vài trăm nghìn, gần 1 triệu cơ. Đấy, hiện tại mình nói lại là hiện tại mình bán phiên bản S10 5G này tại thời điểm tháng 9 2019 nhá là 13.050.000, và phiên bản này mình hiện tại đang bán là 13.750.000 cho hai màu, đó là màu trắng màu đen và màu xanh xanh ấy. Còn phiên bản màu trắng này hiện tại mình đang bán là 12.950.000, bởi vì phiên bản này là phiên bản lưng gốm ceramic nha, rất là khó vỡ luôn. Đó. Thì mình cảm ơn anh em xem clip, anh em cảm thấy có cái gì thiếu thì anh em bổ sung giúp mình ở comment nhá, và anh em cảm thấy hay thì chia sẻ giúp mình. Cảm ơn anh em nhá.